Trong sáu cõi luân hồi thì chúng sanh cõi nào sẽ nhớ được cõi vừa sống ở kiếp trước của mình hoặc có khả năng nhớ tiền kiếp, ví dụ gia quyến tái sanh thành ngạ quỷ, nhận hồi hướng từ thân quyến còn đang sống, chứng tỏ là còn nhớ kiếp sống trước của mình nên mới còn theo thân quyến. Có một số chúng sanh có khả năng nhớ về kiếp trước, do đó là thần thông do nghiệp sanh. Ừ, nhưng mà nó không có nhiều, ví dụ như chư thiên họ có khả năng nhớ kiếp trước, nhưng mà đó chỉ là trong khoảnh khắc đầu đời. Và nếu như họ bỏ qua, họ không xét tới nữa, thì do những ô nhiễm, do họ... Um, hưởng lạc á, dục á, từ từ họ quên bẵng nó đi, họ không nhớ tới nó nữa. Một số vị vẫn còn nhớ nhưng mà rất nhiều vị không có còn nghĩ tới nó nữa. À, rồi một số cái hàng giả à, xoa dạ thì à, do à, còn ấy nấy về cái việc cũ mình đã làm á, à, cho nên là vẫn có khả năng nhớ được tiền kiếp đương nhiên nhớ được là do tiền nghiệp và xin thưa với quý vị đó trong các hàng ngạ quỷ thì không phải ngạ quỷ nào cũng có khả năng nhớ tiền kiếp và cũng không phải hàng ngạ quỷ nào trong số có khả năng nhớ tiền kiếp đó nó có thể nhận được phước hồi hướng ờ, nó giống như á, là quý vị ngay cả loài người này đó ờ, có một số người tây có ta có nước nào cũng có hết trơn á ờ, mà sanh ra là có khả năng nhớ tiền kiếp á nhưng mà nó nó không có nhiều số nó không có nhiều và thường thì cái trí nhớ của họ nó kéo dài đến vài tuổi là họ cũng quên bẵng đi thôi hàng ở quỷ thì do những cái điều kiện sau đây mà họ có được hai chuyện một là có khả năng nhớ tiền kiếp hai là có khả năng nhận được phước hồi hướng thì nó phải có điều kiện ngặt nghẹn như sau thứ nhất là khi chúng sanh này còn là loài người họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp nha cái thứ hai là những chúng sanh này khi còn là loài người không có bọn sẻn mà biết bố thí. Thì do tin vào nghiệp và quả của nghiệp và biết bố thí. Cho nên nếu như thác sanh làm loài ngạ quỷ thì họ sẽ sanh làm cái loài ngạ quỷ này. Tức là có khả năng nhớ tiền kiếp và có khả năng nhận được cái phước hồi hướng và đây cũng là cái loại ngạ quỷ mà Bồ Tát trong những kiếp sanh làm ngạ quỷ thì ngài sẽ sanh làm cái loại này đừng có nghĩ là Bồ Tát không sanh làm ngạ quỷ nha Bồ Tát còn đi địa ngục được mà thì ngạ quỷ là cái gì đâu Đấy. Ờ, sẵn thì nói vài câu bên lề là mình đừng nên uh, ngưỡng mộ Phật ngưỡng mộ phật một cách quá đáng để rồi mình tô mình vẽ mình đưa phật lên một cái tồn tại không còn là loài người một cái tồn tại phi nhân loại thì nó kỳ ghê lắm ừ. à, thành ra khi mà ngài còn là bồ tát thì ngài vẫn trong kiếp nào ngài còn vô minh thì ngài vẫn tạo ác nghiệp mà do đã tạo ác nghiệp thì ngài vẫn đi địa ngục vẫn đi ngạ quỷ bình thường à, chỉ có điều là cái số lần mà ngài đi về những cảnh khổ đó nó rất là ít ít thân mình rất là nhiều. À, cũng như nếu ngài sanh làm ngạ quỷ thì ngài cũng sanh làm cái loại này, tức là tin vào nghiệp và quả của nghiệp và có khả năng rộng lượng bố thí, cho nên khi sanh làm cái hàng ngạ quỷ nhớ được tiền kiếp và nhận được phước hồi hướng. Ừ.